Bạn muốn làm giàu? Lấy ngay Saver88.me. Hệ thống chất lẻ Momo uy tín, thanh toán tự động 5 giây. Tắt 1 ăn 2,5, tỷ lệ ăn cao nhất thị trường. Đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, bà con sâu. Chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng với MBG trong xe bình luận PK lên server. Và đây là Kentalo đến từ server Quy Quy. Và rất vui khi mà thông báo với anh em rằng chúng ta có một chế độ sơ mắt bát môn anh em ạ. Chế độ bát môn nhưng nó còn tuyệt vời hơn nữa, đó chính là bát môn full tư chất 15 anh em ơi. Phải đâu đó tầm khoảng 1 tháng nay chế độ này mới trở lại thì phải. Mình nhớ không nhầm, nó phải tầm khoảng 1 tháng nay thì chế độ full sơ mắt full tư chất 15 nó mới quay trở lại. Chắc là 11 tháng rồi đấy, đúng không? Đừng quên 30 giờ hàng ngày của chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình có thể like, subscribe kênh DM YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao ép nhờ. Không để anh em chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu với chế độ hấp dẫn nhất hành tinh này. Đối thủ đầu tiên của chúng ta đó chính là Terry 13 của server 12. Kèo này thì Saiki thì gặp hai con bỏ mẹ kia đánh thì cũng nát người. Nói chung là vẫn khoai nhỉ. Vẫn Elizabeth rồi nhỉ, Elizabeth còn lớp khiên nhỏ. Hơi khó nhỉ. Nó còn đánh trước nữa chứ lại. Không có con nào đi cùng. Khoai quá. Cần cứ lo nó chắc cốt cái gì mà chúa không có. Khó nhau rồi. Khó nhỉ. Để Elizabeth đầu nó đánh thì nhức người nhỉ. Anh sao vét đầu nó có lên thiên đấy như nhỉ? Khoai đấy, điểm đầu ấy nó đã khoai rồi. Bắt buộc đi ra vét. Buồn này chống ra được nha. Lộ luôn thế này thì nghe chừng là cũng hơi mệt mỏi đấy. Bắt đầu nhiều sai cái. Ích đồ. Mẹ xét là chất tướng mình đều dưới một bậc như nhà đấy, đúng không? Nếu xét con kia là chất tướng 10 điểm, con mình tầm khoảng 8 điểm. Không, nếu tướng kem bạn 10 điểm thì tướng thì chỉ 8 điểm thôi. Lượng lại đánh Saiki không thấm vào đầu nhỉ. Không thấm tháp vào đầu. Không đánh vào bậc trang béo để nó kết tơ. Kết tơ thì được may ra. Cửa nào cướp đồng đội chết thì cướp để làm gì. Ôi ôi
quên lại không nhìn con Mari đó. Đánh các bạn chả mất tí máu nào, còn chưa bảo con cũng lon xe đam. Khó quá anh em nhỉ. Khó quá. あげていくぜ。オール。See you. Fight. Fight. Let's go. Okay. 怖い怖い。遅いよね。何気のあら。シャンクに突き刺す。オラオラオラオラオラ。 Thế mà con Mizu chưa chết đâu nhờ. Thế mà con Mizu chưa nẹo đâu nha. Bây giờ Mizu rất mạng đầu nha. Bây giờ Mizu vẫn mạng đầu nhá. Mình chết ai nhỉ? Chết hai con rồi. Quá nhè. Cầm cự bên đây là theo mình là giỏi rồi đấy nha. Chỉ cố được đến đây đây nhở. Từ 6, ừ mới từ 5 chuyển sang từ 6 là đi nó có chịu. Chưa giết được thằng nào. Ôi sôi rồi nè.
lường. Vẫn chưa hẹo thằng nào của nó anh em ạ. Cầm vãi. Đấy, vui tí chiêng trước anh em. Ôi, tiếc cái đông chiêu. Tiếc cái tại lương thật nhưng mà điều vẫn được hút kia lên đấy. Súng dai nhỉ. Súng dai thành huyền thoại đi ạ. Mizu anh em nhìn điều vẫn chưa hiểu. Súng dai thật. Mia chết trước cả Mizu rồi. Đỡ được. Không đỡ được anh em ạ. Khi giết được con Mari, còn con kia mãi không giết được nhở, còn đứa lon nữa. À con đuôi lon chết rồi, nó bị lag anh em ạ. Ôi thắng kìa. Quá mỉm anh em ạ. Mình con đuôi lon nó chết rồi. Con xanh mình giết con đuôi lon này. Giết được con xanh kì à. Đầu tiên là có Mali này, xanh kì dốc này, đuôi lon. Ồ mà giết được ba con. Đây là dốc chết rồi này. Đua lon này, Saiki này, chết bị lag cái nhà bảo. Ồ đúng không? Từ nãy giờ nó chỉ vào ba con nhưng mà nó có thêm con nào đâu. Đúng không? Ồ, bạn có viên đấu nó thật sự là nó bị bợm đấy anh em nhá. Cùng đến game đấu tiếp theo nào. Thắng trong kiểu vậy mà bản thân mình cũng không nghĩ là mình thắng. Nó quá ảo. Đúng không nhá? Nó ảo thật sự ấy. Sơ mi thôi nha, đúng không? Kiểu nít nách. Theo là trang béo Minh Ly à? Trang béo Benny sao lại Benny nó đi kết hợp với Sony mẹ cho nó tê à, cái lò nó luôn cho nó tê liệt cả lò nó luôn anh em. Cho nó xác nhận mình giữ cả lòi nó đi. Xem nào. Mày, cho cả lòi nó ăn tê liệt khóc thép luôn này nhỉ. Oh!
ngập mồm luôn. Ngập mồm luôn. Mang nào được trang béo vào nhỉ anh em nhỉ? Không chỉ mang đam mà đó. Anh hiệu ứng như vậy không ăn thua rồi. Tập tin hồi máu rồi. Nhập đội hồn máu rồi. Showtime. Come on.
Sự là như vậy. Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng mà hai game đấu thắng bằng sự ảo ma. Chúng ta cùng đến game đấu tiếp theo nào. Sự ảo ma thật sự. Game đấu thắng không ngoài khả năng của mình nhỉ. Guenico xem vào 425. Game thắng ngoài khả năng, mẹ Elizabeth thì chết hỏa với Psyche nó đốt cho thì khóc mà em mất. Đành phải lấy Psyche thôi. Đấy, nghe hiểu không? Lazio lại không sợ chết hỏa. Mẹ lấy Trang để gặp mẹ kiếm gì vậy? Khó nhè, mẹ là không muốn đam. Chính quả nó bổ cho quả, hẹo hết cả luôn. Khó quá. Game này thì khó rồi, mới biết đâu lại giống hai game trước nhỉ. Nó đánh trước. Cô dạy của
Quay rồi. Đã sai kỳ của mình được. Choáng được phát nào để nó sẽ khi mình không đem choáng được phát nào sai khi của mình lại không đem choáng được phát nào thua rồi. Get ready! Chúng ta chỉ có thể may mắn trong 2 game đầu, không thể may mắn đến game thứ 3 nữa rồi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. Đừng quên nhấn like, subscribe của channel mình, xin chào tất cả anh em. Thank you và bye bye.